Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình thế này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhập Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy, thì ngày hôm nay là anh em mình tiếp quay trở lại nhà thầy hiệu trưởng, các bạn gọi là Kiều hiệu trưởng. Đấy, Kiều hiệu trưởng thì trong cái thời gian mình về đấy thì về ở Việt Nam đấy, qua lại thì hôm nay cũng là đến nhà thầy hiệu trưởng và cũng đến nhà bác trưởng bản ở bản làng Chi Lam Bu là để thăm và xem cùng thăm thầy hiệu trưởng đấy, tình hình là thầy về hưu trong những cái tháng vừa qua là thầy đang là hiện tại đang làm gì đấy, cũng như ở đấy là hiện tại cũng thầy đang dạy học các bạn ấy. Đấy, cái nhà đấy là có dạy buổi chiều đấy, bây giờ thì anh em mình đến vào buổi sáng đấy, dạy thêm cho các em học ở ngoài kia nha mọi người. Đấy, đừng học ở ngoài kia đấy, trường học ở ngoài kia đấy, học chiều rồi về đấy là có ai học thêm thì thầy sẽ dạy kèm, còn không thì thầy cũng đi làm nông nghiệp ấy, làm ở chỗ vườn nhà thầy thì rất là rộng nha các bạn. Đấy, hai vườn rất là rộng. Thì hôm nay lấy này cũng có cái món quà nhỏ thôi, vì là hiện tại cũng có một số quà của thầy hiệu trưởng, là cũng có một số khán giả gửi thầy và những cái quà mà hôm thầy về đấy cũng đang thừa ở nhà, một số quần áo thì mình cũng mang đi, hiện tại đang bị giữ đến kia chứ lại được. Thì hôm sau mình sẽ đưa đến. Thì hôm nay nó cũng có nguyên cái món quà nhỏ, có những bánh kẹo đây, là ít bim bim nữa đấy các bạn, sữa đấy, sữa hoa quả dành cho thầy cùng các con cháu đấy. Thì cái bên bác trưởng bản cũng vậy đấy, thì anh em mình cũng đến thăm và xem tình hình là dế ở đấy sinh sống như thế nào mà phát triển ra sao, vì là cũng có thầy hiệu trưởng mới nữa, cho nên là mình hồi sáng mình cũng ra ngoài trường học ngoài kia nhưng cũng là hiện tại vẫn chưa gặp đấy, cho nên là để nay gặp bác trưởng bản Chi Lam Bu để xem tình hình sức khỏe của bác thế nào và cái đàn dế vừa rồi đã sinh nở ra sao và có bị bệnh tật chứ không bạn. Đấy, vì hiện tại là mùa mưa này là cũng dế là cũng hiện tại là ở một số nơi là cũng bị rất là nhiều vì cái bệnh tật đấy, cũng chết rất là nhiều đấy, cho nên là mình cũng muốn đến xem tình hình phát triển là ra sao. Để đấy là vì cái quỹ này là quỹ chăn nuôi dế là dành tất cả các em học sinh ở tại bốn bản làng đấy, bốn trường học đấy, có cái quỹ là dùng sách vở đấy, vở và bút cho mọi người, vở bút đấy, còn có lực tương nào thì cũng là để cho các em là có cái tương lai tốt đẹp hơn. Rồi bây giờ đây anh em mình sẽ đi vào trong vòng nhà bây giờ chú ấy xuống rồi nhé. Em đang đi, còn anh Thạch kia hiện tại đang ở ngoài chỗ nông trại, cùng mọi người là đang thu hoạch ngô ở phía ngoài kia. Hôm nay sáng rồi, nắng rồi, mọi người đấy là chuẩn bị sáng mua hành khô rồi. Sefi, Sensa, oh, ha, Gome, Gome, hey, lâu ngày nha. Muito tempo. Muito tempo, sim. Muito tempo, como saúde, como saúde? A minha saúde tá boa. Eu gostaria de saber também a saúde da família. Podemos entrar? Sim. Já, tio João? Sim. Hoje chegar aqui tem uma coisa para tua família, já? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, sim. Sim, senhor. Ok, pode sentar, né? Sim, podemos sentar. Ok. Podemos sentar. Vamos quay lại cho thầy đi. Mọi thứ là cũng như vậy nha mọi người. Đấy, nhà sạch sẽ, gọn gàng. Tivi thì thứ tivi. É que não é a nota ligada? Não. Não, não está. Não está. Trabalha gerador. Đấy, cái này pin sạc, này thầy đứng sạc điện thoại đấy. Sạc cả điện thoại cả mọi thứ. Oh, tá cuia. Tá cuiar, né? Já, tá vendo cá? Dá, muna hinduca. Indeni. Já. Tira esse mete do lado lá já. Ok. Muito obrigado. Aí, bom, fica aí, cabana, deixa aí. Ih, bacou. Tá pesado isso aí. Já, tira aqui. Isso, ok. Obrigado. Não tem copo? Os copos foram lavar, agora... Já. Deixa ficar mesmo só conforme está. Já, tá bom. Sim, senhor. Como é, saúde bem? Não, graças a Deus. A minha saúde tá boa. Ah, fantástico, Chacoban. Chacoban. João. Lâu ngày rồi mọi người, mới vi thấy đấy mọi người. Có một sâu đây bên. Não, a minha saúde tá mesmo boa. Yeah. Não tem problema no meu lado ainda, okay. Na família, aqui em casa. Mas gostaria de saber como é que está a família lá em Vietnã, onde dias. Ah, tudo lá tá tudo bem. Está bem. Tudo bom lá também sempre. Eu quando volto lá é muito saudade para o diretor. Ok, muito obrigado. Sempre me perguntar, tio João, aquele preto como assim? o preto tornou branco agora, é? Não, eu estou bem ainda. Ai, sim, senhora. É, ok, daí, mọi người. Mình cũng bảo thầy là lúc về Việt Nam rất là nhiều khán giả có hỏi thầy và những người dân xung quanh ở gần nhà mình ấy rất là hỏi thầy là có khỏe, tình hình khỏe không. Vì cũng là mà đưa thầy về đây là bây giờ cũng mấy tháng rồi qua thì mình về Việt Nam ăn Tết. Đấy. Ici agora
Sempre trabalho como tio João? É, o trabalho para mim agora tornou trabalho do campo. Ah, é? Agora do estado estou na reforma. Ah. Estou reformado, já não vou mais para o serviço lá, agora sim, fico aqui em casa. Isso o quê? Isso é maçaroca. Ah. E vocês encontraram, é para poder só provar a comida de Angola. Ah, é? É. Você já, então, já comeu? É, eu já comi, mas agora reservei para vocês. Tá bem, tipo do pessoal, já. Como era, Nen? Tu já comeu? Já. Vai para do meio para dar também. Ai, ngô nha các bạn. Esse é milho da tua casa? Sim, esse é milho da minha casa, da minha lavra. Como é isso, vai? Não come? Tinha que ser para o homem que está afirmado comer. Mas pronto, deixa me ajudar. Ai, ngô nha, né, mamãe? Vai aí com a tâm mê mô chất trước đây. Để nãy thầy ngô nha. Thầy giống như người nhà đây. Thầy bình minh giống như người nhà đúng không? Cá cúi á. Cá cúi á. Lá do fazenda tem quem? Na fazenda ainda estou a virar o terreno para pôr novas sementes. Ah, é? Sim. Do ano de já tirei? Já tirei, já vendi. Ok. Já. Yeah. Tá bom. Já, yeah, tá bom. Tá muito bom. Muito tempo. Muito tempo, sim. A saudade nos mata aqui. Ah. Foste de vez. A pessoa vai ficar só 10 em dia. Do escolar aqui também sempre é... Sempre é, também tem aluno aqui? Tem. Ah, aí? Ainda tem aluno. Ah, na do escolar da... Da Cagua? Da tua casa? Tem aluno, só que essa hora já foram. Já foi tudo lá, né? É, já foram. Depois é tudo aqui? É. Okay. É mesmo isso. Đấy, học sinh thì vẫn là thầy bảo là học ở ngoài trường học. Nói chiều về thì thầy mới dạy kèm thêm, không phải là ngày nào ông dạy, cũng là một tuần dạy 2-3 buổi chẳng hạn đấy mọi người. Đấy, còn là thời gian còn lại thì thầy sẽ đi trồng trọt cùng vợ. A tempo não fazia do escola, só vai ajudar a mulher, né? Ora, né, mas agora é ajudar a mulher o tempo. É, quando eu estava a trabalhar, a mulher trabalhava sozinha. Sim, sim. Agora é o momento de nós cuidarmos dos filhos. Tá bom. Da lavra. Yeah. Aí só para chúc năm cộng hiến cho ngành giáo dục đấy mọi người. Thì bây giờ thầy cũng nghỉ hưu. Bên nhà là vừa dạy kèm các em nhỏ ở xung quanh bản đấy. Và thời gian còn lại thì thầy sẽ là hỗ trợ vợ. Đấy, hỗ trợ vợ con là trồng trọt hai cái vườn của thầy, hai vườn của thầy cũng rất là lớn đấy. Thầy cũng hôm nay cũng bảo là thu hoạch hết rồi, bây giờ đang chuẩn bị trồng cái lứa mới. Tá bom assim, eu sei aqui, tá calor bué. Já, a chuva como assim? A chuva aqui está fazendo uma santagem que não é boa. Ah. Há lugar onde chove, há lugar, por exemplo aqui, já está fazendo um mês que não chove. Ah. Ontem caiu só alguns chuviscos que vai queimar agora as plantas. Ah, sim, sim. Ah, do cabrito do soba como assim? Cabrito, diretor novo já chegou? Já, o diretor novo chegou apenas até na escola. Ah. Mas não conhece acerca dos cabritos, ainda não conhece, não domina ele. Ah, é? É, só conhece ainda as escolas que foi apresentado. Mas agora sobre os cabritos ainda ele não domina isso. Ok. É melhor. Sim. Agora coisa. Yeah. É importante. Vai mais do Vietnã já? Eu vou. Eu vou, ainda tenho tempo, tenho força para chegar. Aí mình cũng hỏi thầy có về Việt Nam không các bạn, thầy bảo là có muốn về. Yeah, eu irei para Vietnam. Vietnam cuia? É, não, Vietnam para mim cuia muito mesmo. Aí nós chúng như só pelo comportamento do próprio povo vietnamita, para mim é um sossego. Ah, sim. É, estou à vontade. Aí nós chúng như cuộc sống của thầy bây giờ hiện tại là cũng tương đối ổn đấy mọi người. Đấy, thì nghỉ hưu rồi thì cũng có một ít lương hưu, đấy, một số tiền nhỏ nhỏ. Rồi còn lại thầy đi trồng trọt và chăn nuôi cùng vợ con, rồi là dạy học kèm thêm các em nhỏ tại bản làng Chi Lam Bu đấy. À xin ông tem bu bué, xem mà fica cá já. Hoje não vai trabalhar? Hoje já fui à lavra. Ah é? Que hora? Muito cedo. 5 horas. A pessoa já está trabalhando. Ah é? Na lavra já. 5 horas. Agora já está na lama. Mas devido à sua esperança aqui, não fiquei muito tempo. Ah, thầy bảo là sáng đã đi làm rồi. Sáng nãy là làm khi 5 giờ sáng đấy mọi người. 9 cô là, vai cho ta bà là. Que hora thì vô ta aqui? Aqui 12 horas. Quando não há mesmo
Ocupação de aqui em casa, 12 horas quando você vem aqui. Aí é? Aí 5 giờ đi, 12 giờ trưa mới về đấy mọi người. Você saúde para aguentar lá ou não? Tenho saúde. Ah? Ainda sabe tenho. Cultivar assim? Tenho sabe saúde, me dá força. Dạ, sẽ cultivar đấy. Mình gọi là có đủ sức để mà làm được được nông nghiệp đó mọi người. Thầy bảo là đang còn thoải mái lắm. Thế, tạm bỏ xin. Dạ, obrigado, obrigado. Hôm nay mình cũng tranh thủ thời gian là qua thăm thầy và để bây giờ để cùng thầy đi qua nhà bạc trưởng bản và xem cái đàn dế nào. Cho nên tao vamos cùng với nhau para mim vamos do sopa về. Está bem, está bem. Về cá bê tu cùng với xin nhé. Está bem. Dạ, obrigado. Đấy, bây giờ là mình cùng thầy sẽ đi qua xem cái đàn dế bên này như thế nào. Ngồi rửa tư ăn nghe bóng ngôn nữa ngay ngón mà. Cúi à. Não, isso cuia. É a nossa comida angolana. O tipo do pessoal. Não, essa forma de queimar, achar ele queimou um bocado, por isso que saiu o pessoal. Ah, não, Buru que engole do pessoal, não é? É. Bem baratinho. Tá bem. Não, obrigado, obrigado. Já me encontrei ali com a minha barra de trabalho, meu amigo. Só batei. Oh, a vaca daí. Ui, tem um chanjé, né, mano? Ui, xe. Esse tá controlado lá do capítulo. Quem tá controlado, eu tá soba mesmo. Hoje é quem tá controlado. Ah, é? É. Vamos lá, vamos lá. Esse é a sua, é a vez dele. Soba! Como é? Tudo bem? Muito tempo! Oh, tá guaindo cá. Tá guaindo cá. Muito tempo! Bateu uma langa de lambu, né, mano? Sim, senhor, muito obrigado. Yeah. Okay. Isso. Sim, senhor, obrigado. Fala, Chacabá, ainda. Alô, Chacabá! Tá sentado aqui? Tô sentado aqui para afastar os cabritos. Ah? As crianças foram para a escola. Ah! Sim, agora os cabritos estão comigo. Bac de chanjé, mano, nha, bac de kia. Esse da tua casa, né? Sim, sim. Aí, nha, bac ở phía da kia, con. Aí, bac đang ngồi lá chanjé. Sim. Ok, em mới lôi. O capítulo tem? Estava aqui sim. Aí, Zé, o André, um tanto bom Zé. Mas a criança só estava aqui? Fora para a escola. Tem um escondido. Oh, daí, tất cả đàn dế là daí, ở đâu kia, mọi người? Daí, đang chó đi ăn đấy. Ở bên này là toàn chó đi ăn bao giờ khoảng tầm 10 giờ đến 11 giờ trưa đến chiều nha mọi người. Chứ không cho đi sáng sớm đâu. Sáng sớm giống như sướng cười đấy. Các bác là cũng không cho đi đâu. Đấy, dế đấy. Đấy là toàn bộ đàn dế của khuyến học. À, xin tạm bôn. Xin tạm bôn. Các bác tu ở bánh gran đi. Xin xin. Dạ, sao bà? Xin. Đấy, giờ phải thăng qua cho bác đấy luôn. Em tao hoje eu chegado do Vietnam e tá bom, tá? Em tava vindo visitar, então ainda não chegado a tua casa, tenho um bocado de coisa para parecido. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Comer muito depois parecido. Muito obrigado. É fazer festa, é melhor, já. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ok. Obrigado, meu filho. Esse para criança, para doar quem controlar do capítulo. Muito obrigado, meu filho. Sim, sim. Muito obrigado, meu filho, Tony. Já. Estamos, então a saúde é que está me fazendo muito mal só. Já. Mas eu agradecia. Ah, ok. Sim. Assentação, assentação. Sim, obrigado. Vai do calhar diretor tirar um bocado de ar da cadeira. Ok. Sim. Aí, bác, đưa ghế ra, hãy ngồi chanh dê. Mình muốn bảo em đã nấy là về nhà thay lấy ghế ra để ngồi nha mọi người. Do cabrito, xem ở đây tá bom? Sim, tá bom. Os cabritos estão bons. Já. Estava a reproduzir, mas devagar, por causa do... Aqui a alimentação é pouca. Ah, sim. Não tem pasto. Sim, sim. É pouca. Depois, a criação é pouca. Já eram 50, agora são 70. Tudo agora... Se reprocriaram mais. Tudo agora são quanto? São 70. São 70. Com pequenos. 50 grandes e 20 pequenos. Ô, bác bảo là hiện tại là có 50 con lớn và 20 con dế bé vừa sinh nở nha mọi người. Đấy, thì hôm kia mình về là cũng hình như là 50 con thì phải. 50 con. Esse ainda não vende de nada, né? Não, de princípio ainda não vendemos nada. Estávamos à espera do filho Tony para vir aqui. Agora, mas o próprio diretor que substituiu o outro. Ah, sim. O outro foi para a reforma. Ah. Ele já passou aqui duas vezes. Para saber se o ele sempre aqui, sim, aqui. Sim, sim, para ver se o filho Tony está vendo. Ah, tá em mas ele como dá dentro daí, dá sempre dando jeito. Mượt mà luôn này. Dando jeito, rất là mượt mà luôn. Esse tá. Vai ficar bom, limpo mesmo. Está limpo, não tá sujo. Tá no. Anda para venda. Sim. Sim. Dando jeito, con nào ra con đấy, mọi người. Đấy, dê bé này. Đấy, dê bé, dê lớn này. Đấy, rất là mượt mà luôn.
Ta limbo. Ta limbo nào, nó tao tao chăm sóc rất là tốt nha mọi người. Ta vì là hầu như là dế bên này là cũng là chăm sóc theo kiểu cách của Việt Nam mình thì cũng chưa chắc đã được. Đấy toàn phải theo là người bản địa thôi, những người có kinh nghiệm thì chăm sóc đàn dế thì phát triển rất là tốt. Ở đấy mình toàn giao cho bác không nha mọi người. Toàn là giao cho bác hết là bác tự chăm sóc cho ăn để mình cũng mua muối dinh dưỡng. Echi du pera tên đấy, du pera. Pera. Sal não tem. Não tem. Eu preciso estar um bocado magro. Eu preciso estar um magro um bocado. Mas quando não, quando não, é muito mal, meu amigo. Muito, muito luz. Está limpo. Está limpo, sim. Dorme no bom curral, o curral está bom. Ok. Sim. Aí, cara, já é lento, cara, já é bem, meu amigo. Ah, te pega uma, aqui para ver, não. Uma... Pegar, vai fugir. Não vamos conseguir. É nada, não aceita. Đấy, đàn dế của khuyến học là hiện tại là cả ba đáng gọi là rất phát triển nha mọi người. Đấy, nhờ khi công chăm sóc của bạn rất là tốt luôn. Con nào con đấy bê gâu mà bà đây về à dài phải liêu à ta phải liêu đấy bạn là đi chăn dế rồi là bạn là đi chăn dế đấy đấy. Olha, tá com medo a minha comida. Aí? Tá com medo a minha comida? Já, tá bom assim. Deixa assim. Tá limpo? Tá limpo, sim. Tem quanto criança aqui? Tem 20. Ah, 20 criança? Sim, sim. Aí, hiện tại là có 20 con dê vừa mới sinh nở nha, mọi người. Aí, hiện tại là có 20 con dê vừa mới sinh nở. Ở đây, bạn, đây, hôm nay đến thăm bác thì là thấy bác đang đi chăn dê này. Esse criança foi onde? As crianças foram para a escola. Ok. Sim, sim, foram para a escola. O diretor sempre passa aqui para ver o cabrito, né? Sim, sim, sempre passa aqui para ver os cabritos. Aí, mình cũng rất tin tưởng bác nha mọi người. Rất là tin tưởng bác. Bác đã làm tròn trách nhiệm. Đấy, một người rất là nhiệt tình, nhiệt huyết trong việc chăm sóc và hỗ trợ đàn dế khuyến học dành cho các em học sinh tại bốn bản làng. Thì hiện tại là đàn dế là có 70 con nha mọi người. Có 20 con là sinh, vừa mới sinh. Đấy, gọi là cùng vừa vừa rồi. Bé gấu mà criança về kì vậy? Tí đâu bác criança? Đấy, ư đàn dế rồi này, ngồi đây nhìn xem đàn dế rất là mát mắt luôn này. Đấy. Eu tá gosta esse assim. Uma criança bonito. É bonitinho, bonitinho, nós pega magro. Isso. Já traz aqui. Já, já. Já. Já, ali boa aroma do atrás. Fica do atrás. Os cabrito? Já. Ui. Ai, dế đây mọi người này. Trời. Con nào con này rất là mượt mà không kém mồm ấy, phủi phủi cái mồm ấy, không bị bệnh này. Ui giời. Sốc bà. Sim. Pega lá. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá gordo. Aí, mọi người này, nhìn chắc chắn như này. Mượt mà luôn này. É, chỉ nó tem doente, né? Não, não, por enquanto não. Ah. É só tá um magro só por causa do falta de sal. Só sal, né? Não tem sal. Ah, tá bom, esse amanhã eu vou trazer ele ao de sal. Muito obrigado. Ai, tá bem. Né? Mượt mà luôn, né? Tiếu giờ, né? Tá bonito, né? Esse cidadão aqui vai crescer bem. Đấy. Rất là mượt mà luôn. Xem mặt tái. É, chỉ nó tem doente ở đây. Ở não. Ở não, não. Não, não, não tem. É, chỉ só dá comer de folha, só? É só folha. Capim também, um bocado. Mas capim não tem. Ah, capim não tem, né? Não tem. Nem aquela folha não tem. Estava a remediar mesmo assim. Aí é? É. Estava a comer só esse capim assim. Folha também. É. Con nào này? Con này chắc phải tầm khoảng 1 tháng rưỡi, 2 tháng này mọi người. 2 tháng đấy. Này rất là đẹp luôn, mượt mà luôn này. Xe rasa daqui. Yeah. Xe rasa daqui. Bên. 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 Đấy, tương lai của các em học sinh là nằm ở đấy. Tá futuro do criança é aqui. Sim, sim. Tá aqui para criar o futuro para os novos estudantes. Já. É, até aqueles que sairão dessa escola para o ICET. Sim. Vão beneficiar desses cabritos. Mượt mà này. Tá limbo. Tá. Muito limbo. Sexé, đúng không, bạn này? Sexé, lip. Đấy. Mượt mà luôn. Không hề có bệnh tật gì. Chẻ mồm nhưng không hề có cái bệnh tật gì cả. Đấy, rất là đẹp. Já tem qual a de grávida? Tem alguns. Hã? Tem alguns grávida. Quanto de grávida? Tem um, dois, três. Uns quatro. Ah. Então ela não assim, ainda estava dando de mamar esse aqui. Aí é? Estava a mamar esse aqui. Ok. Está a mamar esse. Aí é? Esse está a mamar ainda. Ainda? Ainda.
Ta chụp bạn ấy? Ta chụp bạn ấy anh thấy. Ok. Đấy, hiện tại là có khoảng tầm 4 con đang mang bầu nha mọi người. Ta chụp bạn ấy. Thì thầy hiệu trưởng cũng đến thường xuyên, thầy hiệu trưởng mới đấy cũng đến thường xuyên là cũng gọi là họp hành với bác. Thì xem ra reunião con director de novo con professor. Sim, senhor. Sempre reunimos. Reunimos sempre com o dono, o novo diretor. Sim. E o resultado é mesmo guardar bem os cabritos. Sim. Por causa do futuro das crianças. Ok, sim, sim senhora. Sim, senhora. E doente agora como assim? Eu não estou bom. Ah, é? Até agora estou, meu medicamento está aqui. Sempre anda com medicamento? Com medicamento, sim. Daqui, eu ando de boa, de boa, muito. Isso é muito chai. Isso é para beber. Isso o quê? Isso é que chichangua. Chichangua do Fuba? Do Fuba, sim. Ok. O medicamento está aqui. Hành tem que andar por causa do... Đấy, phải đưa cả kiếm, cái này lên. Esse vê aqui? Esse é para a seringa. A seringa? É, para picar. Pica? Pica, é, sim. Aí? Sim. Aí, bate. Medicamento é tirar daqui. Se injeta, injeção. Quem faz isso? Eu. Aí, Aí, bác từ tiếng luôn nha mọi người. Aí, bác từ tiếng luôn này. Đưa đi thuộc đi chăn bò trong túi chỉ có một chai nước cái này. Đấy, túi này một chai nước cái này. Đấy, một người rất là nhiệt tình luôn. Toàn thuộc không có gì cả. Tem que ficar sempre ao lado. Sempre doente. Sempre doente. Bệnh tiểu đường này là thật là nguy hiểm cho mọi người, phải kiêng rất là nhiều thứ. Cái mình mua nước ngọt đây là các thứ đấy, sữa đấy là để cho các em nhỏ là thường xuyên đi chăn dê. Thì hôm sau mình sẽ có cái món quà dành cho bác riêng. Đấy, bác là một người là quá nhiệt tình. Esse sou bata muito bom. Ele faz bem coisa, esse tipo cabrito não é do casa dele, mas ele sempre anda controla bem. Sim, sim. Não pode procurar mais uma pessoa tipo esse, não. Não pode mudar. Se mudar, vai encontrar um gatuno já. Sim. Aí, bác chăm sóc mọi thứ là rất rõ ràng và rành mạch nha mọi người. Ghi vào sổ sách vì là của tập thể mà. É tudo acreve do cadeno, não é só bác? Sim, quando vendemos, escrevemos. Aí, é? Quando vendem, né? Dinheiro de entregar do cadeno. Dinheiro é entregado no diretório novo. Ah, tiền bản dê, tất cả là ban giáo. Thầy hiệu trưởng mà hôm nay cũng ban giáo cho thầy hiệu trưởng mới rồi. Đấy. Nhìn đàn dê hôm nay lên là mình thấy mình giao cho bác là cái nhiệm vụ là gọi là bác là một người rất là nhiệt tình nha mọi người. Đấy, mình cũng rất là yên tâm. Có thể mình về Việt Nam hay đâu bác vẫn chăm sóc đàn dê cùng các cô giáo và thầy hiệu trưởng ấy, họp ban đây là các thứ các bác trực ở trường bản từng bản một nữa. Đấy, sau khi bán là bán đàn dê này số tiền bao nhiêu, chi vào cái gì là bác sẽ ghi toàn bộ danh sách như vậy là đưa ban giáo cho thầy hiệu trưởng cùng các cô giáo là để chi phí cho các em học sinh có một cái tương lai là tốt đẹp hơn. Assim trazer do futuro bem, muito obrigado do sopa. Muito obrigado também, meu filho. Esse é o meu filho que teve essa ideia de comprar cabrito. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Não, por isso o sopa sempre fazendo o controle do cabrito, agora sempre nasceu. Sim, senhor, obrigado. Ele cria bem. Muito obrigado. Não é cria para Bedeu. Sim, senhor, obrigado. Ela está cuidando bem dos animais. Sim. Ok. Sim, senhor. Aí, bác chăm sóc rất là tuyệt vời, mọi người. Đàn dê ít khi mà bị bệnh tật lắm. Esse do cabrito sempre não fica doente, né? Não, por enquanto, sim, doença pode ter, mas o problema é falta só daquela pedra, sabe? Ah, só falta pedra, né? Aí, bác bảo là hết muối đây. Aí, để thì ngày mai mình sẽ mua muối lên. Esse amanhã vou comprar. Tá bem, obrigado. Mas só de sal e só, mas não tem doença de nada. Sim, a doença pode ter a falta de vitamina, porque assim não está bem gordo. Você tem comer vitamina. Tem sal e é melhor, né? Sal é que tem vitamina. Sim, só, né? Sim, você só é que tem vitamina. É assim, nunca doente de pé, nunca... Sim, o pé... Ah, do meu irmão, né? Do aquele ali, Lin. Ah, o Lin. É o Lin. Ele chegar aqui e compra o cabrito do Chibia. É. Quando chegar lá... Morre. Morre, mas tipo, ele morre. Sim. A moto é do pé, do copo, okay. Tudo copo, tipo, arrasgado, rasgado. Sim, sim. Lá... Não, aquele da Chibia não é do clima do Ambo. Ah, é? Não. Esse daqui é do Ambo. Para o Ambo dá. Dá, é. Aqui da vai Chibia, do... Da Chibia só dá para Luanda, Benguela, Namíbia. Sim. Onde a temperatura é alta. É. Vietnã também vão, aquele da Chibia. Vietnã vive. Até boi? Até boi, morre. Boy. Ah? Morre, boi da lá Chibia. Leva, vai lá, boi também morre só um bocado. Morre, todo. Tipo do pé, tipo... Assim, o boi também morre. Assim. Aqui mesmo da Chibia, tira da Chibia, pra aqui assim, morre. Ah. É, porque come aquelas folhas só. Os bois de lá comem folhas. Folha, lá é comer folha? Come só essas folhas. Capim só folha? Não, é, capim é pouco. Não usa o capim. Não usa muito capim. Ah. Isso mata. Ah, é? Chega aqui,
faz frio, come capim, morre. Nãy giờ anh em mình cũng hỏi bác tại sao mà dê trên Quang Linh cũng bị là bị chết rất là nhiều. Thì bác cũng bảo là dê mua từng nơi là ở dưới cái nơi ở đấy là mua lên đến chỗ Quang Linh nuôi là không phù hợp. Hay không phù hợp vì ở dưới đấy là không có cỏ, nhưng mà không có cỏ ăn. Nó chỉ ăn mỗi lá không thôi. Lạ không, toàn bộ là lạ không, kể cả bò cũng vậy. Nhưng mà đưa về ăn cỏ nó không quen là nó sẽ chết. Đấy, giống như bác, ở đây là mình nói theo cái lời của bác nói nha mọi người. Đấy, bác bảo như thế, nó chỉ có mua dê ở đây, hoặc bò ở đây, ở tại đây. Đưa lên đến đây là sẽ chăm sóc được vì là ăn ở đây ăn bằng cỏ. Esse aqui como é de capim, leva vai lá também tem capim, né? No âmbito também tem capim. No âmbito tem muito capim. Sim, sim, eu como, assim como. Mas do chipi leva vai lá, esse não dá? Não, não dá. Morre. Morreu? Morre. Esse também vai para chibia, morre. Esse leva vai para o chibia também? Também morre. Morreu? Morre. Ele come folha, tipo, não aguenta, né? Não aguenta. Bác bảo là nếu cả cái đàn dê này đưa xuống dưới cái huyền mà hôm kia Quang Linh mua dê mua bò này mọi người cũng không sống được. Đấy, mình cũng không biết là bên này nó vô lý đến nó cũng kiểu là theo phong cách thế như thế nào ấy, cái đấy thì mình cũng không rõ. Chỉ là đồ Việt Nam người ta có mấy phôi lia có mấy cabin ấy tốt đủ em lời là dạ nó morre será não também faz calor se levar yeah. Da Sibia para Vietnam, yeah. Não morre. Vive para sempre, até os Estados Unidos. É, não morre. Aí? É. A temperatura dali é igual. Isso, isso aí, dan dê, quá đẹp luôn. Mượt mà luôn, đấy, mình cũng hỏi cái cách chăm sóc để mình để mà điền cho Quang Linh để nói. Vì bà, anh tao đi bôi tính, bốt đưa tính ung đi lê vào số bà phải là bà ra vé. No đi. Nghe chưa? Sì. Bà ra, ele quero é tu da bem. Burisu lá, tem muito banana, como é... vira kung fu ba? Sim, senhor. Bate comer. Sim, senhor. Podemos ir lá? Aí é? Para aprender um bocado. Ah, bác bảo là mình nói bác là không sao có lên đến đây để hỗ trợ lính để xem như nào, bác bảo là ok, sẽ đi. Đấy, thì để cho bác khỏe ổn định thì mình sẽ nhờ bác đi một vài hôm để lên đấy là truyền đạt là những cái kinh nghiệm. Không phải đâu, dễ là nhiều khi chăm sóc của cái kiểu Việt Nam mình ấy, nó không phù hợp với bên này đâu mọi người. Không phải cả gì cũng vậy. Đúng là mình cũng suy nghĩ như vậy, phải thực tế. Về người bản địa người ta chăm sóc được lâu, không cần chuồng. Ở đây người ta có cần chuồng trại là lợn rồng cáo đâu mọi người. Đấy, chăm sóc như vậy mà dê vẫn cứ mạnh khỏe phát triển. Đấy, nhiều khi là mình cũng làm là rất kháng trang, nhưng mà chăm sóc cũng rất là kỹ lưỡng, nhưng mà lại không phù hợp với cái giống dê bên này đấy mọi người. Đấy, còn nhìn đàn dê thật là mượt mà luôn. Đấy, thì mình cũng nói bác đây, hôm sau là nhờ bác sẽ đi lên Quang Linh một hôm, một vài hôm, để hôm sau mình sắp xếp thời gian để ổn định công việc đấy mọi người. Dạ, đi bôi si quan ok và một chút para ver là lá ele morde tipo do pé, né? Ok, ok. Ele a dedo aqui, né? Depois acabou. Acabou, ah, acabou. Ok. Depois gira, não, gira, não. Gira do copo assim. Esse não presta assim, não dá. Ele já morreu 70 cabritos. Ei, aqui nunca são, morreu. São 3 meses. Três meses. Meses. Ah, yeah, três meses. Ai. Tương lai của các em học sinh ở đấy cả đấy mọi người. DJ. DJ, 20, 20. 20. 20. 20. 20. 20. Tem nome? Esse nome? Nome. Gira lá. 20. 20. Esse... Ensinam, ah, ensinam, sim. Aprende. Ah, é? Lá em Vietnã, lá, aquele búfalo lá, é o chamado. Fala. Vem. Ok. Vem. Põe a canga aí no ombro, faz esse fio aí. Vem, nhoco, vem. A tudo esse tem que levantar o fogão. Para comer? Hã? Fogão? Queimado. Tripa. Para comer, muito cuia mesmo. Sim, para a festa. Yeah. É, para a festa. É, embaixador. Que đẹp, con. Đàn dê đỉnh đấy. Không phải là bác là một người quá nhiệt tình, chăm sóc rất là tốt. Cho nên mình rất là yên tâm khi giao một cái công việc thì với những người đồng hành, những người mà đã biết rồi, mình sẽ yên tâm rất là nhiều cho mọi người. Không phải lo lắng nhiều. Đấy, không khi nào mà bảo là dê bị chết thế như thế nào cả. Chỉ có thiếu muối hoặc thiếu thức ăn, thỉnh thoảng mình mua lên đây cũng trả lương cho bác đấy mọi người, mình cũng trả lương hàng tháng. Tá bonito. Dạ, tá bom, mi lôi. Ok. Assim, tá bem, sou à? Então, agora assim, hoje eu vim visitar, então mi lôi. Qua coi giấy, depois fica bom para do capítulo, já? Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado, meu filho. Muito obrigado, boa viagem, meu filho. Venha mais vezes. Sim, senhor. Thì ok, bạn, thì ngày hôm nay là mình cũng quay lại thăm thầy hiệu trưởng, cùng bác trưởng bản, cũng như đàn dê là của hội khuyến học này đây. Thì mình một lần nữa là mình cũng thấy
tình gọi là cái cách chăm sóc của bác trưởng bản rất là tốt. Đấy, thầy hiệu trưởng thì hiện tại là cũng làm nghỉ hưu rồi, cũng dạy học ở nhà và đi làm vườn giúp vợ. Đấy thì quay trở lại thì mình cũng nói bác là cái vấn đề trên dế của Quang Linh luôn. Đấy, để hôm sau nhờ bác là có sắp cái thời gian là đi với mình cũng lên trên kia 1 đến 2 hôm để hướng dẫn cái cách để xem thế nào. Đấy, thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ và làm miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn.